Hương Anh xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thân giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên kênh truyền hình YouTube Việt Nam 1 do Hương Giang phụ trách và chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ ba ngày 18 tháng 7. Bản tin chính ngày hôm nay là bản tin được ông Donald Trump tiết lộ. Cựu tổng thống lên trên mạng Truth Social đã tiết lộ là ông nhận được lá thư thông báo từ văn phòng công tố viên đặc biệt Jack Smith rằng ông là đối tượng của cuộc điều tra ngày 6 tháng 1. Những ý nghĩa gì, dấu hiệu gì đứng đằng sau cái lá thư này Đây sẽ là bản tin chính trước khi đi vào phần à, chính trị ngày hôm nay Có một bản tin hơn Nhân muốn chia sẻ với quý vị Đó là có một binh sĩ của Hoa Kỳ đã đặt chân vào đất của Bắc Hàn Khi mà ở trong một cái nhóm à, khách du lịch đến cái vùng phi quân sự giữa Bắc Hàn và Nam Hàn Và binh sĩ này hiện nay đang bị Bắc Hàn bắt giữ Tuy nhiên thông tin ngày 1 uh, ngày 1 được tiết lộ nhiều hơn. Bộ quốc phòng họ thông báo họ xác nhận là binh sĩ của họ một binh sĩ của họ đang nằm trong tay của Bắc Hàn và chính phủ đang liên lạc với phía uh, Bình Nhưỡng. Quý vị biết là binh sĩ này thuộc lục quân Hoa Kỳ và cách đây khoảng hơn 2 tháng thì có tham gia một cuộc ẩu đả hình như là hành hung ai đó và đang trên đường được đưa lại quay trở về Mỹ. Nhưng mà khi ra được tháp tùng được đưa ra đến phi trường Incheon chuẩn bị lên phi cơ thì binh sĩ này đã tìm cách bỏ trốn và bỏ trốn quay lại trở trở lại Seoul và bằng cách nào đó thì tham gia vào, hòa vào cái nhóm mà du khách đi tham quan ở cái khu vực phi quân sự Và một nhân chứng ở trong đoàn du lịch này cho biết khi mọi người đang à, ngắm cảnh như vậy Thì bỗng dưng nghe tiếng cười ha 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 Và thấy vị khách này đã đứng ở bên kia đất của Bắc Hàn và lúc đầu mọi người tưởng rằng đây chỉ là một trò đùa nhưng mà sau đó thì không có thấy người này đâu nữa tức là người này biến mất mà quý vị biết là phía cái phần đất của phần lãnh thổ của bác hàng thì không thấy có bất cứ cảnh sát hay là quân nhân nào của bác hàng cả kể từ khi đại dịch thì bác hàng không có cho quân nhân của mình xuất hiện và câu chuyện có lẽ là nó còn diễn biến dài và liệu là chính phủ Hoa Kỳ có tìm cách để đưa quân nhân của mình về lại hay không? Bây giờ chúng ta quay trở lại tình hình chính trị Hoa Kỳ. Vào ngày hôm nay thì có thông tin cho biết là phía các cơ quan truyền thông bảo thủ thì họ cho rằng đây là thư này là một lá thư bom tấn. Nhưng mà thực ra đây là một lá thư được chánh luật sư của FBI đã gửi cho một điệp viên. Điệp viên này vào chuẩn bị ra điều trần trước Ủy ban Giám sát của Hạ viện do Cộng hòa à, lãnh đạo. Ủy ban Giám sát Hạ viện của ông Comer, thì quý vị biết rồi. Bây giờ họ đang điều tra về cái cuộc điều tra Hunter Biden, con trai của ông Joe Biden. Và lá thư này. À, quý vị biết là nhân viên tức là nhân chứng này được biết là ra điều trần trước Ủy ban giám sát hạ viện vào hôm thứ hai và đã nhận được lá thư này vào hôm chủ nhật chỉ mấy tiếng đồng hồ trước khi mà ra điều trần và quý vị biết là lá thư này yêu cầu là nhân viên của mình tức là tránh luật sư của FBI yêu cầu điệp viên này là từ chối trả lời những cái câu hỏi từ Ủy ban giám sát hạ viện và chuyển tất cả đề nghị những câu hỏi đó chuyển sang cho văn phòng về nội vụ về quốc hội của FBI thực ra đó thì đây chỉ là một cái thủ tục thông thường khi mà FBI họ khi mà các cơ quan chính phủ họ cho rằng những cái câu hỏi đó nó có dính líu đến cái đặc quyền hành pháp thì họ yêu cầu nhân viên của mình không trả lời và chuyển sang cho bên bộ phận phụ trách nhưng mà phía bên bảo thủ thì họ cho rằng đây là một là thư bom tấn nó tiết lộ là có một cái sự bao che đó có một cái sự che giấu đặc biệt là có những cái khuất tất chung quanh cái cuộc điều tra về con trai tổng thống Hunter Biden cái chuyện trốn thuế và bây giờ chúng ta quay trở lại những cái bản tin nóng quý vị biết là vào ngày hôm nay cựu tổng thống Donald Trump đã lên trên mạng sâu Social tiết lộ là công tố viên đặc biệt Jack Smith đã gửi thư thông báo cho ông Donald Trump, gửi lá thư vào hôm Chủ nhật thông báo ông là đối tượng của cuộc điều tra. Do công tố viên đặc biệt Jack Smith lãnh đạo, quý vị biết là ông Jack Smith được bổ nhiệm vào hồi tháng 11 chỉ vài ngày sau khi mà ông Donald Trump tuyên bố ra tái tranh cử và ra vận động tái tranh cử tổng thống vào năm 2024 và ông Jack Smith lãnh đạo hai cuộc điều tra cuộc điều tra về tài liệu mật thì bây giờ chúng ta có cái bản cáo trạng truy tố 37 tội danh và cuộc điều tra thứ hai là cuộc điều tra về nỗ lực bám víu quyền lực nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử và nó dẫn đến cái sự kiện Cuộc bạo động điện Capitol ngày 6 tháng 1 Mà cho đến nay thì Bộ Tư pháp Họ đã truy tố đến Hôm họ Thưa quý vị họ đã điều tra Họ đã truy tố đến cả ngàn người Cái cuộc điều tra của ông Jack Smith Hoàn toàn khác biệt với Cái cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Đối với những người mà tham gia Cái cuộc bạo động này Trên mạng Truth Social Ông Donald Trump đăng nguyên văn là Jack Smith Loạn trí công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp của Joe Biden gửi một lá thư, ông ta mở ngoặt một lần nữa vào ngày Chủ nhật, tuyên bố rằng tôi là đối tượng của cuộc điều tra đại bồi thẩm đoàn vào ngày 6 tháng 1 và cho tôi 4 ngày ngắn ngủi để đi ra trình báo trước đại bồi thẩm đoàn. Vốn, điều này có nghĩa, tức là điều này luôn luôn có nghĩa là bắt giữ và truy tố. Như vậy, Ông Donald Trump tiết lộ là mình nhận được các lá thư thông báo ông là đối tượng của cuộc điều tra. Quý vị biết là một lá thư thông báo mục tiêu tức là lá thông thông báo là đối tượng của cuộc điều tra này là lá thư chính thức mà Bộ Tư pháp thông thường gửi cho một bị cáo nào đó thông báo cho người đó biết là họ đang bị điều tra. Lâu nay thì chúng ta không biết được cái cuộc điều tra 6 tháng 1 cụ thể của ông Jack Smith họ đã họ đang nhắm vào những cái nhân vật nào cho đến giờ thì ông Donald Trump vẫn chưa có nhận được bất cứ cái thông tin nào bất cứ cái yêu cầu nào là giao nộp tài liệu hay là ra điều trần cả mặc dù có rất là nhiều nhân chứng đã ra trả lời thẩm vấn trong đó có những nhân chứng đó là những người thân cận với ông Donald Trump và ngay cả Hope Hicks ngay cả Charles Kushner và theo các nguồn tin cho biết là cái lá thư này đã được chuyển cho toán luật sư của ông Donald Trump trong những ngày gần đây và chúng ta thấy điều gì trong cái diễn biến này chúng ta thấy có một bản cáo trạng khác có thể dành cho tổng cựu tổng thống Donald Trump trong một thời gian không phải là vài tháng mà có thể là chỉ có vài tuần mà thôi mặc dù bây giờ chúng ta chưa biết rõ là liệu ông đối mặt những, với những cái loại tội danh gì và quý vị biết là ngày hôm nay truyền thông cho biết các nhiều nguồn tin cho biết là các đồng minh của ông donald trump luật sư của ông donald trump phụ tá của ông donald trump đã tỏ đi liên lạc khắp nơi để tìm xác định xem là có ai nữa cũng nhận lá thư này hay không hay chỉ mỗi mình ông donald trump nhưng mà cho đến chiều hôm nay cho đến chiều hôm nay thì không có bất cứ ai nhận được lá thư này tình hình có thể thay đổi có thể là trong những ngày tới thì Jack Smith sẽ gửi thư ra thêm cho thêm một số người khác nữa chúng ta không biết được nhưng mà vào lúc này đây vào buổi chiều cho đến chiều ngày hôm nay thì chỉ có mỗi một mình ông Donald Trump nhận được lá thư này ngay cả rudy Giuliani luật sư tư của ông Donald Trump tham gia vào những cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử ông cũng xác nhận là ông không có nhận được cái lá thư thông báo từ bộ tư pháp. Điều này chắc chắn làm bà phía làm cho luật sư của ông Donald Trump à, lo lắng. Quý vị biết là cái lá thư này được gửi ra ở giữa cái lúc mà tức là nó làm nó bắt được là tòa luật sư của ông Donald Trump mất cảnh giác bởi vì chưa có bất cứ ai nhận được lá thư như vậy. Và quý vị biết là cho đến giờ thì ông Donald Trump đã nhận lãnh được hai bản cáo trạng. Một bản cáo trạng 34 tội danh ở quận Manhattan, New York do biện lý quận Manhattan truy tố liên quan đến khoản tiền bịt miệng. Cô đào phim phiêu dâm Stormy Daniel. Bây giờ mới đây thì ông Donald Trump lãnh cái cáo trạng 37 tội danh trong đó có 31 tội danh liên quan đến đạo luật chống gián điệp về việc ông Donald Trump đã đem tài liệu chính phủ quốc gia an ninh quốc phòng về nhà cất giữ rồi khai mang rồi tìm mọi cách cản trở nỗ lực thu hồi lại cái số tài liệu này của chính phủ và à, như vậy thì với cái lá thư này thì chúng ta có thể thấy là ông Donald Trump đang đối mặt với một cái bảng cáo trạng thứ ba có thể xảy ra và như vậy thì chúng ta thấy là từ trước đến giờ đó cái cuộc điều tra ngày 6 tháng 1 nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử của ông Jack Smith chúng ta biết là họ đã thẩm vấn rất là nhiều nhân chứng họ thẩm vấn nhiều nhân chứng họ quan tâm đến những cái vấn đề gì họ quan tâm đến cái nỗ lực là lập danh sách đại cử tri giả tại 7 tiểu bang mà ông Donald Trump đã thua về tay Joe Biden những tiểu bang trọng yếu rồi các nhà điều tra cũng điều tra về hành động của ông Donald Trump trước, trong ngày bạo động điện Capitol, rồi họ cũng thẩm vấn, họ cũng điều tra việc chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump, việc các đồng a à, việc các phụ tá của ông Donald Trump đã gây quỹ trên cái tuyên bố sai trái đó là gian lận về bầu cử gian lận bầu cử không có xảy ra nhưng mà họ dùng cái tuyên bố cho đến giờ phút này đây thì những cái thuyết âm mưu những cái tuyên bố sai trái về gian lận bầu cử năm 2020 vẫn được ông Donald Trump thúc đẩy và các nhà điều tra để mắt tới là phải chăng phụ tá của ông Donald Trump đã gây quỹ bằng những cái tuyên bố sai trái như vậy đó là những cái mảng ở trong cái cuộc điều tra này chúng ta biết được bây giờ chúng ta thực sự chưa biết là nếu mà truy tố ông Donald Trump thì công tố viên đặc biệt Jack Smith ông ta sẽ truy tố những cái tội danh gì? Bây giờ đây là những cái à, nhận định và những cái phân tích từ các chuyên viên pháp lý. Quý vị biết là rõ ràng là những cái nỗ lực mà để ngăn cản cái thủ tục chuyển giao quyền lực vào ngày 6 tháng 1 đó là đây là một có thể là cái cáo buộc cản trở cáo buộc cản trở chính thức và ngoài ra còn có thể có thể những cái có những cái cáo buộc gian lận nữa quý vị biết là khi mà toán của ông donald trump đã thúc đẩy cho những cái danh sách đại cử tri giả những cái danh sách này làm gì họ tạo ra một cái ảo tưởng ảo giác là có cái sự tranh chấp giữa danh sách đại cử tri giả bỏ phiếu cho ông donald trump và danh sách Đại cử tri thật bỏ phiếu cho ông Joe Biden và không biết cái tranh chấp này là cái danh sách nào là hợp pháp, tức là họ tạo ra những cái lời đồn, họ tạo ra cái ảo tưởng là như vậy. Cho nên quý vị biết là ở đây có cái cáo buộc nữa là đã bằng cách sử dụng những cái tài liệu giả như vậy để hối thúc để để hối thúc my pants để gây áp lực my pants là tạm ngưng cái thủ tục kiểm tra đại cử, à, phiếu đại cử tri vào ngày 6 tháng 1 tức là tạm ngưng cái thủ tục chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden vào ngày 6 tháng 1 thì đó có thể là một cái cáo buộc về lường gạt nước Mỹ và quý vị biết là ngoài ra đó thì cũng có cái cáo buộc là gian lận về tiền bạc những cái cáo buộc này như thế nào tí nữa hương nha sẽ quay trở lại bây giờ cáo buộc về cản trở cái thủ tục chính thức thì như hương giang đã chia sẻ với quý vị và đây theo luật là cái section một một năm trăm hai của cái title 18 trong cái bộ luật hình sự của hoa kỳ đó là các nhà phân tích họ phân tích như vậy và quý vị biết là Chúng ta có thể thấy là ở đây có những cái tiền lệ rồi bởi vì trong cái cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đối với hàng trăm có thể là gần một ngàn những cái người tham gia vào bảo động điện capital xông vào điện capital thì họ cũng đã truy tố những cái nghi can này trong cái điều khoản này section 1512C của title 18 trong bộ luật hình sự Hoa Kỳ và họ đã truy tố thành công cho nên các chuyên viên pháp lý họ cho rằng đó có khả năng ông Donald Trump sẽ đối mặt với cái truy tố trên cái cái luật này và thưa quý vị à, quý vị biết là ủy ban đặc biệt ngày 6 tháng 1 sau khi mà họ kết thúc cái cuộc điều tra về bạo động điện Capitol đó thì họ đã chuyển họ đã có cái kết luận điều tra và họ đã đề nghị bộ tư pháp truy tố và trong cái danh sách mà Bộ Tư pháp truy tố họ đề nghị Bộ Tư pháp truy tố thì chúng ta thấy là có truy tố đề nghị truy tố Donald Trump, truy tố John Eastman, truy tố Rudy Giuliani, truy tố bà Cindy Powell. Và quý vị biết là ngoài ra đó là quý vị còn nhớ là những cái cái cái, 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 cái vụ mà liên quan đến John Eastman mà đem ra xét xử tại uh, California mà can thiệp tức là cái cuộc điều tra cái cuộc điều tra của uh, ủy ban đặc biệt hạ viện ngày 6 tháng 1 bây giờ ủy ban này giải tán rồi và liên quan đến số email của John Eastman ở California thì một quan tòa ở California uh, đã cũng đã cho rằng là có chứng cớ dựa trên những cái gì mà chứng cớ họ trình bày cho quan tòa thì quan tòa cũng xác nhận là có chứng cứ cho thấy ông Donald Trump đã vi phạm cái section 371 của điều 18 trong cái bộ luật sự hình sự của Hoa Kỳ. Ở đây có nghĩa là âm mưu lường gạt chính phủ và đưa ra những cái tuyên bố sai trái. Và bên cạnh đó thì quý vị biết là như Hương Nhân có nhắc đến cái việc là gây quỹ thì ở đây cũng có thể là có những cái cáo buộc mà về tiền bạc gian lận về tiền bạc như vậy mặc dù chúng ta chưa biết là chúng ta biết là có thể ông Donald Trump sẽ đối mặt với một cái cáo trạng quý vị còn nhớ là trong cái cuộc điều tra về tài liệu mật trước đó thì công tố viên đặc biệt Jack Smith cũng đã gửi thư đến thông báo cho ông Donald Trump biết ông là đối tượng của cuộc điều tra về tài liệu mật và không lâu sau đó thì Donald Trump đã đối mặt với cái cáo trạng 37 tội danh cho nên bây giờ cái khả năng mà ông Donald Trump đối mặt với một cái bản cáo trạng thứ ba nó gọi được xem là hiện hữu và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu như có cáo trạng thì ông Donald Trump đối mặt những cáo buộc gì thì chúng ta chưa được biết. Nhưng mà các nhân viên phân tích pháp lý thì họ cho rằng là có khả năng Donald Trump sẽ đối mặt với những cái cáo buộc về cản trở thủ tục chính thức, cáo buộc gian lận tiền bạc và cáo buộc âm mưu lường gạt chính phủ Hoa Kỳ. Và đưa ra những cái tuyên bố sai trái Hoặc là những uh, khai mang Cũng liên quan đến đại cử tri Quý vị biết là đại cử tri giả Thì tại tiểu bang Georgia Thì chúng ta biết là bà Fannie Wallace Đã điều tra Về vấn đề Ông Donald Trump đã can thiệp Vào bầu cử tại Georgia Và trong đó có một mảng là điều tra Các đại cử tri giả tại tiểu bang này Bên cạnh đó Thì Arizona cũng có một cuộc điều tra Tương tự bà biện lý tiểu bang Michigan đó là bà Neso Dana Neso bà Niso bà có vào tháng đầu tháng 1 năm 2021 thì bà mở cái cuộc điều tra về đại cử tri giả tại Michigan nhưng mà đầu tháng 1 năm 2022 tức là sau một năm điều tra thì bà đã chuyển vấn đề này lên cho Bộ Tư pháp bởi vì bà bảo rằng có dấu hiệu cho thấy đây là một cái hành động phối hợp trên toàn quốc. Phối hợp có sự phối hợp trên toàn quốc chứ không phải chỉ riêng ở Michigan, nhưng mà vào ngày hôm nay thì bà tổng biện lý của tiểu bang Michigan đã thông báo là họ truy tố 16 đại cử tri giả đã hỗ trợ ông Donald Trump, những người này là những người cộng hòa. Và quý vị biết là theo cái thông cáo báo chí và uh, theo cái thông báo của uh, của biện lý Michigan thì mỗi một bị cáo tức là 16 ngày người này mỗi một người bị truy tố 8 tội danh trong đó có giả mạo có âm mưu giả mạo và có trong đó có những tội danh về giả mạo và âm mưu giả mạo bởi vì họ đã ký vào một cái giấy chứng nhận sai trái chứng nhận giả mạo trong đó họ chứng nhận họ có đầy đủ tư cách là đại cử tri được bầu hợp pháp và đầy đủ phẩm chất tiêu chuẩn của Michigan bỏ phiếu cho tổng thống Joe Biden và bà tổng biện lý cho biết là họ không phải là đại cử tri được bầu bất hợp pháp à, được bầu hợp pháp và đủ tiêu chuẩn mà và mỗi một bị cáo họ biết rõ điều này nhưng mà họ vẫn làm và họ thực hiện hành động này với cái hy vọng và niềm tin là phiếu cử tri đoàn của Michigan trong bầu cử năm 2020 sẽ trao cái chiến thắng cho ông uh, ông Donald Trump. Và quý vị biết là đây là cái cáo buộc chống lại các đại cử tri giả trong một cái kế hoạch rộng lớn như Hương Giang nói là có đến 7 tiểu bang tham gia. Cộng hòa tại 7 tiểu bang những tiểu bang trọng yếu, những tiểu bang thay đổi mà ông Joe Biden đã thắng ông Donald Trump thì cho đến giờ thì đây là cái cáo buộc lần đầu tiên. Và quý vị biết là như vậy thì nó cũng làm tăng thêm những cái rủi ro pháp lý cho ông Donald Trump. Mặc dù chúng ta thấy là cái cuộc điều tra này theo như cái thông báo vào ngày hôm nay thì họ chỉ nhắm đến những người ngay tại tiểu bang Michigan. Nhưng mà bà tổng biện lý của Michigan bà cũng cho biết là cuộc điều tra này nó đang diễn ra và cũng có thể là họ sẽ bổ sung thêm những bị bị cáo khác. À trong những người bị truy tố thì có bà à Maddox 55 tuổi, bà là vợ của dân biểu tiểu bang ông Maddox và quý vị biết, bà này từng là nắm cái vai trò là đồng chủ tịch của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang Michigan. À, quý vị biết trong khi đó thì cái cuộc điều tra ở Atlanta thì nó thu hút được nhân chứng từ uh, khắp nơi trên cả nước. Trong khi đó thì cái trong khi đó thì cái cuộc điều tra của Michigan thì như Hương giang nói hiện tại nó chỉ tập trung vào ở tiểu bang của họ mà thôi Nhưng mà chắc chắn vẫn còn nhiều thay đổi Và quý vị biết là ngày hôm nay à, có nhiều người sẽ quan tâm tới là cái phiên điều trần tiền thẩm đầu tiên Liên quan đến cái cáo trạng về tài liệu mật của ông Donald Trump Dưới sự chủ trì của bà Eileen Cannon sẽ diễn ra như thế nào và cái điều quan trọng là cái thời gian xét xử. Công tố viên thì họ yêu cầu xét xử và bắt đầu thủ tục xét xử, bắt đầu thủ tục chọn lựa uh, uh, bồi thẩm đoàn đó vào ngày 14 tháng 12. Trước đó thì bà elin Cannon đưa ra cái lịch rất là xích sao là vào tháng 8, tháng 8 thì không thể được rồi, không có thực tế. Còn phía ông Donald Trump thì cho rằng là vô thời hạn, hoãn vô thời hạn. Cho nên vào ngày hôm nay khi mà phiên điều trần công khai này diễn ra nó thu hút sự chú ý của rất là nhiều cơ quan truyền thông và của công chúng Bởi vì quý vị biết là bà Eileen Cannon bây giờ bị săm soi Bởi vì bà trong ngay từ đầu cuộc điều tra này Bà đã đưa ra những cái phán quyết gây tranh cãi Đưa ra những cái phán quyết mà à, có lợi cho ông Donald Trump Và đã bị tòa phúc thẩm khu vực 11 bác bỏ đảo ngược phán quyết và chỉ trích gay gắt Bây giờ đó vào ngày hôm nay thì bà Eileen Cannon bà tỏ ra hoài nghi về cái lập luận của biển, à, của biện hộ là nên hoãn xét xử vô thời hạn. Nhưng mà bên cạnh đó, bà cũng tỏ dấu hiệu là sẽ lùi cái ngày phiên xét xử ngoài cái thời hạn mà phía Bộ Tư pháp phía công tố viên đưa ra, họ đưa ra giữa tháng 12. Bởi vì Quý vị biết bà Alin Cannon trong cái phiên điều trần ngày hôm nay thì bà cho rằng cái thời biểu mà phía công tố viên họ đưa ra đó so compress, compress ở đây có nghĩa là rất là căng thẳng, không đủ thời gian và bà yêu cầu là phía công tố viên có thể đưa ra được là dẫn chứng cho bà biết là có những cái vụ nào mà tương tự như vậy mà được đưa ra xét xử chưa đầy trong vòng 6 tháng hay không. Và còn toán bị luật sư biện hộ thì họ cho hạ rằng là tòa không có nên ấn định ngày xác xử nhưng nếu mà bà đã lên lịch đó nếu mà họ bà lên lịch thì họ đề nghị là giữa tháng 11 sang năm hoặc là vào cuối năm sau tức là sau khi có kết quả bầu cử năm 2024 họ đề nghị là như vậy và họ cũng cho rằng là họ không có tin là những cái thỉnh nguyện tiền thẩm đó nên được đệ lên tòa cho đến bao giờ mà họ có thời gian xem xét tất cả những cái tài liệu trong quá trình trong cái thủ tục trao đổi thông tin thủ tục delivery, à, à discovery, à, quý vị biết rồi bây giờ đó thì luật sư của phía ông Donald Trump thì họ cho rằng là cái cái lượng thông tin chứng cớ mà họ nhận từ bên công tố viên nó quá nhiều tức là nó đến một hơn một triệu trang và họ đề nghị là chờ bao giờ đến họ xem xong rồi thì khi đó mới để những cái thỉnh nguyện mà quý vị biết rồi mỗi một thỉnh nguyện để lên thì có hồi đáp rồi tòa uh, tòa phán xét tòa phán quyết nó rất là mất thời gian và quý vị biết thì phía bên công tố viên họ bác bỏ cái yêu cầu này bây giờ đó bà bà Alin Cannon bà cho rằng là cái thỉnh nguyện của bên biện hộ khi mà đề nghị là hoãn phiên xét xử vô thời hạn thì bà cho rằng là họ không có đưa ra được một cái roadmap, một cái lộ trình, một cái thời biểu mà trong khi đó tòa thì cần phải lên một lịch đầy đủ và à, quý vị biết là như vậy thì trong ngày hôm nay bà Aline Cannon bà chưa có đưa ra cái phán quyết tuy nhiên bà nói là bà sẽ đưa sớm đưa ra cái phán quyết có thể là trong vài ngày tới là sẽ xét xử thời gian xét xử như thế nào nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rõ ràng bà đó, bà không có tập à, quý vị biết là một số những cái lập luận mà phía bên biện hộ đưa ra bà cũng không có tập trung bà bác võ khi mà biện hộ đưa ra bà cho rằng là ông Donald Trump đang vận động à, tranh cử và cần thiết là phải hoãn cái phiên tòa này bởi vì nó gây, sẽ, gây sự chú ý thì bà có đặt lại một câu hỏi là nếu như mà sau sau cái bầu cử thì cái tình hình này nó có thay đổi hay không có nghĩa là bà hoài nghi cái lập luận này và như vậy thì cái ý của bà à, Aileen chúng ta có thể đọc được là không có chuyện mà hoãn sau bầu cử không có chuyện là hoãn vô thời hạn như vậy nhưng mà cũng không có chuyện là sẽ xảy ra vào ngày 14 tháng 8 nhưng mà phía công tố viên yêu cầu bởi vì như vậy thì quá sức sao và ngoài ra đó quý vị còn biết là vào ngày hôm nay tại cái phiên điều trần kéo dài gần 2 tiếng rưỡi thì hai bên cũng tranh chấp à, về vấn đề thủ tục tiền thẩm như Hương Nhân nói về cái, những cái thẩm nguyện đó. À, bên Bộ Tư pháp thì họ cho rằng là họ đã liên lạc với phía bên biện hộ của ông Donald Trump bởi vì họ chưa có thể họ muốn liên lạc để họ có thể đưa ra những cái lệnh bảo vệ để hạn chế chia sẻ những cái thông tin mật. Phía ông Donald Trump thì họ không có trả lời. À, ý của bà Canon thì bà cho rằng điều này hơi vội vàng và bà bảo rằng là thỉnh nguyện cần có thể được để lên sau này cái thỉnh nguyện mà bảo vệ đã hạn chế chia sẻ những cái thông tin mật, những cái tài liệu mật có thể tái được để lên tòa sau này khi mà hai bên đã có cái trao, trao đổi đầy đủ với nhau, còn bây giờ nếu mà để lên bây giờ thì nó quá vội vã và quý vị biết là phía bên là bà Canon đó thì bà đặt một cái câu hỏi là liệu là cái việc mà xem xét tài liệu nó có phụ thuộc vào cái thủ tục trao đổi tức là các thỉnh nguyện đó liệu là thỉnh nguyện để lên tòa nó có phụ thuộc vào cái việc mà xem xét những cái thông tin chứng cớ mà trong cái thủ tục trao đổi hay không Phía bên luật sư của ông Donald Trump Ông Todd Blant thì ông cho rằng làm như vậy Thì nó sẽ hiệu quả hơn à, Nếu như mà tất cả những cái thỉnh nguyện đó Được để cùng một lúc Còn bên phía công tố viên thì họ lại cho rằng Là không có nhất thiết phải như vậy Trừ một vài trường hợp à, cá biệt Còn ngoài ra thì thỉnh, thỉnh nguyện tiền thẩm Không có phụ thuộc vào thủ tục trao đổi thông tin chứng cớ. Và như vậy thì chúng ta chờ xem là bà Eileen Cannon Bà sẽ đưa ra cái lịch xét xử là như thế nào nhưng mà bây giờ chúng ta có thấy dấu hiệu là ý của tòa ra làm sao và một số chuyên viên pháp lý thì họ lại cho rằng là có thể bà Eileen Cannon bà cũng sẽ gọi điện cho thẩm phán mà giám sát cái vụ xét xử ông Donald Trump ở Manhattan bởi vì quý vị biết là những cái vụ này nó có thể là xảy ra cùng khoảng cái thời gian tương tự à, và chúng ta chờ chờ xem là kết quả sẽ như thế nào và thưa quý vị hương nhan tạm ngưng phần tin ngày hôm nay tại đây cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng xin chào và xin hẹn gặp lại